Rồi hello, xin chào tất cả anh chị. Chào mừng mọi người chúng ta quay trở lại với kênh đầu tư từ đâu trong video nhận định thị trường ngày 21 tháng 7. Thị trường trong phiên ngày hôm nay thì lắc lư liên tục đúng không ạ? Mặc dù là đóng cửa thì vẫn là xanh nhưng mà chúng ta quan sát ở trong phiên thì liên tục lắc lư. Ít nhất là cũng khoảng có độ là 4 lần thị trường là lắc lư. Điểm ở đầu phiên này, rồi thời điểm hồi khoảng cuối phiên sáng, phiên chiều thì thêm hai cái nhịp lắc nữa. À, căn bản thì thị trường đóng cửa ngày hôm nay khá là tốt và chúng ta thấy rất là rõ là À, à, diễn biến của thị trường trong phiên hôm nay ngoài cái việc là biến động mạnh, à, lắc lư liên tục ở trong phiên thì cái diễn biến mà à, chú ý nhất đó chính là dòng tiền đang bắt đầu chuyển dịch sang nhóm các phiếu trụ. À, về mặt thanh khoản thì hôm nay thanh khoản có thấp hơn so với ngày hôm qua, hôm qua khớp khoảng 14.000 tỷ trên sàn HDX, à, H, HX, HX sàn hồ C thì hôm nay thì chỉ còn khớp là ở đâu đó tầm khoảng 12.000 tỷ thôi thì thanh khoản nhìn chung là không có sự cải thiện mà dòng tiền luân chuyển bản chất là dòng tiền luân chuyển từ nhóm này sang nhóm khác à, như phiên ngày hôm nay chúng ta thấy là cái độ rộng của thị trường là cái khoảng, khoảng cách cái số lượng cổ phiếu tăng giảm ấy, thì nó cắn cân nó nghiêng về số lượng cổ phiếu giảm hơn khi mà 247 cổ phiếu giảm và chỉ có 197 cổ phiếu tăng thôi và và nhưng mà thị trường vẫn tăng bởi vì là dòng tiền đang quán trụ tập trung vào các cổ phiếu trụ hơn à, anh chị thấy là hôm nay vn 50 thì tăng tốt hơn so với vindex VN thì tăng 4 điểm, còn VN 50 tăng hơn 9 điểm Đó là một cái điểm nhấn và sự khác biệt, dòng tiền bản chất là đảo qua đảo lại thôi Những cái phiên trước thì đánh mid cap và small cap thì hôm nay là chuyển qua đánh trụ Thì căn bản là chúng ta thấy là cái bản chất là như thế Mình nghĩ là cái việc mà thị trường chuyển qua đánh trụ thì nó cũng là một cái điểm tích cực đấy Ít nhất là về mặt điểm số là chúng ta thấy là Thị trường đang ổn định và đang tăng dần dần lên Còn nếu mà đánh mid cap và small cap thì bản chất là dòng tiền vẫn còn cẩn trọng và cũng chưa thực sự là kỳ vọng về sự khả quan của thị trường chứng khoán. còn khi mà thị trường tìm đến chủ là tức là họ cũng đang kỳ vọng tốt. Thế thì kỳ vọng tốt, kỳ vọng tích cực vào thị trường chứng khoán thì thì mới đánh trụ thì mình hy vọng là cái điều này nó sẽ lan tỏ nó rộng hơn và nó sẽ kích thích cho cái lượng tiền mà đang ở bên ngoài thị trường ấy, họ sẽ quay trở lại. Thế thì đó là cái điều mà mình cũng đang chờ đợi. còn thực chất là chúng ta rất là khó để để thị trường có thể tăng nhanh bởi vì cũng đồng 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 ý với nhau rằng là hy vọng là dùng tiền sẽ quay trở lại ít nhiều nhưng mà cũng không phải là một cái kỳ vọng nó quá là lớn bây giờ mà đồ kỳ vọng là thị trường thanh khoản là 20.000 tỷ thì rất là xa vời Đấy thì chúng ta cũng cần phải chấp nhận một thực tế là như thế thị trường sẽ phân hóa thôi Và chủ yếu là chúng ta stop biết chúng ta chọn hàng cho khéo để chúng ta kiếm kiếm lời trong giai đoạn này về trạng thái sức mạnh của thị trường thì như anh chị thấy là sức mạnh của thị trường đang ở mức là 86%. À, cái xác suất lãi thì cũng đại, hiện tại đang rất là cao. À, anh chị gần đây chúng ta giải ngân thì chắc là chúng ta cũng sẽ có lãi đúng không ạ? Phần nhiều là có lãi, xác suất đúng là tới tầm 86% mà. Mức sinh lãi trung bình à, của của các cổ phiếu mà khi chúng ta giải ngân là tầm khoảng 2.1%. Nhìn chung là, là trạng thái thị trường vẫn đang ổn đúng không ạ? Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý như thế này. À, đây cũng là cái điều mà nguy hiểm nhất ở thời điểm này ở thời điểm này đó chính là cái đường xác suất lãi anh chị thấy là cái đường anh chị thấy là cái đường xác suất lãi ở thời điểm này hiện tại thì đang ở mức là 72 phần trăm anh chị nhìn vào đây thấy hiện tại xác suất lãi đang là 72 phần trăm xác suất lãi trong trung bình 10 phiên là cái đường màu gạch đứt màu đỏ thì thì chúng ta thấy là đang 72 phần trăm và cái đỉnh cũ đoạn vừa rồi là đầu tháng 6 thì đang là 77% tức là hiện tại cái cái về mặt tâm lý là đang dâng lên rất là nhanh và nếu mà đường xác suất lãi mà nó cứ tăng với tốc độ như thế này thì khả năng là là sẽ chỉ trong một và hai phiên tới thôi là cái đường xác suất lãi trung bình nó sẽ tiến tới cái vùng đỉnh cũ là 77% nó cũng đồng nghĩa là thị trường đang tiến dần đến cái vùng đỉnh tâm lý. Đấy, do vậy thì chúng ta cũng phải hết sức là cẩn trọng trong cái việc là chúng ta giải ngân tại vì lao nhanh tới cái vùng đỉnh tâm lý thế này thì mua vào nó sẽ cực kỳ rủi ro nên mình cho rằng là trong tuần này anh chị muốn mua gì thì nên mua còn nếu qua tuần sau thì nên cẩn trọng lại chúng ta còn phiên ngày mai đúng không ạ thì ngày mai tính toán thu xếp vốn chúng ta muốn mua thì chúng ta canh ngày mai mua chứ để sang tuần sau là sẽ hơi nguy hiểm thì cái này là mình cũng sẽ lưu ý trước là như vậy còn về dư địa thì vẫn còn dư địa thì vẫn còn đấy chúng ta nhìn về mặt chỉ số thì trước mắt thì chúng ta sẽ kỳ vọng là một cái mốc là khoảng 1.000, 220 trước mắt thì tiến tới cái vùng này. mà muốn mua thì tranh thủ trong phiên ngày mai, còn sang tuần sau thì sẽ hơi khó nói. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát trong cái danh mục khuyến nghị thì mọi người sẽ thấy rất là rõ là cái danh mục tổng hợp cái xác suất lãi của nó cũng không 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 thay đổi gì cả đúng không ạ? Những cái phiên trước thì chúng ta thấy là cái xác suất lãi cũng quanh 50%. Thì phiên ngày hôm nay là cũng như vậy thôi. Điều này chứng tỏ là gì? Điều này chứng tỏ là dòng tiền nó luân chuyển đảo qua đảo lại đánh nhóm này sang nhóm khác thôi chứ không không lan tỏa rộng. Nếu mà thị trường gọi là dòng tiền mạnh và lan tỏa rộng thì mọi người sẽ chứng kiến là cái xác suất lãi của những của danh mục khuyến nghị này nó sẽ tăng tăng dần lên qua từng phiên. Nhưng mà rõ ràng là trong khoảng một tuần gần đây anh chị thấy rất là rõ là cái xác suất lãi gần như là đứng yên chỉ quanh quanh khoảng 50-53% năm mươi phần trăm thôi. Đấy, thì như vậy thì chúng ta thấy là bản chất thị trường là vẫn là một cái thị trường phân hóa nó củng cố thêm lại một lần nữa chứ quan điểm của chúng ta là như thế. Còn trong những cái danh mục khuyến nghị ở đây chúng ta đang có thì anh chị thấy là trong tám danh mục khuyến nghị theo đà tăng thì có tới năm danh mục và đang phát huy được hiệu quả với một cái xác suất là khoảng bốn mươi phần trăm. Có cái danh mục là đà tăng mạnh ngành dẫn dắt thì chỉ có 27% thôi. Còn 4 cái danh mục ở phía trên này anh chị thấy là 43% của cái danh mục đã tăng mạnh break đỉnh này. Tức là mua break trong đoạn này là cũng ăn được. Uh, nền nên giá tích lũy ổn định là đang có một cái xác suất cao. Uh, danh mục này thì mình thấy là khá hiệu quả trong thời gian vừa qua. Tức là anh chị mua một cái cổ phiếu đang tích lũy và chúng ta chờ bật là chúng ta bán. Uh, danh mục thứ ba là danh mục đã tăng mạnh vùng hoa lớn. và hôm nay là rất là hay. Tại vì như mình đề cập là dòng tiền đang bắt đầu chuyển sang vùng hoa lớn và danh mục đa tăng mạnh vốn hóa vừa thì hiện tại cái xác suất lãi là nó 40% nó thấp hơn so với danh mục vốn hóa lớn như vậy thì chúng ta cũng có những cái sự lựa chọn đúng không ạ thì mọi người chúng ta sẽ cùng khám trong những cái danh mục này xem thử là có cổ phiếu đáng chú ý hay không nhé ví dụ như trong danh mục đà tăng mạnh Reddin đỉnh nhé thì chúng ta sẽ phát hiện cái trường hợp là của cổ phiếu vgc và cổ phiếu sabeco đây là hai cổ phiếu mà nằm trong cái danh mục red đỉnh tức là nó cũng có một cái điểm red điểm bứt phá lên Đấy, anh chị thấy Sabeco này hôm nay tăng khá là mạnh, tăng 3%. Nó break lên cái nền tích lũy. Nhưng mà mình theo như kinh nghiệm của mình thì mình thấy là cái trường hợp của Sabeco break mua khó ăn lắm. Cổ phiếu này thường là mua tích lũy thì còn ăn được, chứ nếu mà mua break lên thì khó ăn. Trong quá khứ nó cũng đã có những cái lần như thế rồi. Hơi khó. Sabeco thì mình cũng không thích dễ ngân lắm. vgc thì sao vgc thì ở chỗ này thì nó chậm một nhịp rồi vgc thì anh chị mua tầm giá năm mươi thì sẽ hay hơn năm mươi năm mươi hai trong cái tầm này này còn nếu mà leo lên tới cái vùng này thì nó hơi hơi cao rồi mình cũng không thích lắm những cái cổ phiếu mà đang ở một cái nền cao như vậy anh chị để ý là cái phần trăm năm của thằng vgc này là cũng cũng khá là lớn đấy khoảng một trăm phần trăm trong một giai đoạn như thế này mà phần trăm năm cao thì mình cũng không thực sự khoái lắm Rồi trong danh mục đà nền giá tích lũy ổn định ấy, Thì chúng ta cũng có khoảng đâu đó 6 cổ phiếu Cũng khá là nhiều sự lựa chọn ấy. Hòa phát này VND hôm qua thì mình cũng có đề cập hòa phát đúng không Hòa phát thì mua được Nói chung là trong cái tầm giá là khoảng quanh 22, 22 năm ấy, là, là chơi được ấy. Hôm qua mình cũng có đề cập trong cái video nói chung là những cổ phiếu này trong cái nền giá thì chúng ta canh canh mua và chờ bật là chúng ta bán rồi. ví dụ như XTB uh, cũng vậy nè, XTB là cũng đang ở trong cái nền đấy, trong cái nền tích lũy đấy, thì có thể là xem xét được cứ uh, len lỏi trong cái nền giá và nhớ là phải đặt một cái điểm quản trị rủi ro nhé. ví dụ như uh, giá mua của anh chị, cái giá của quản trị rủi ro cách giá mua khoảng năm phần trăm. ví dụ như XTB uh, ở đây thì chúng ta mua quanh 23 thì chúng ta đặt một cái điểm chặn bên dưới có thể là sẽ 22 chẳng hạn. VND, VND cũng là một cổ phiếu mà bật khá là hay. Đấy, chúng ta có thể là canh mua trong cái nền tích lũy này và chờ bật. Canh mua trong cái tầm giá là khoảng quanh mười chín. VND, OK. VTB, VTB thì đã bật lên rồi đúng không ạ? Đã bật lên ngày hôm nay rồi. Như vậy thì nó cũng, nó cũng qua mất cái, cái, cái điểm mua gọi là uh, lý tưởng nhất. Thì nó bật rồi thì thôi, bỏ qua. Đấy thì đó là những cái cổ phiếu đáng chú ý. Trong danh mục vốn hóa lớn này anh chị thấy nè, nó sẽ rõ hơn. Ví dụ như có Vinamilk, mình cũng thì cũng khá là thích Vinamilk trong tầm này đấy. Anh chị nào chúng ta thích một cái cổ phiếu mà phòng thủ thì có thể là chú ý trường hợp của Vinamilk. Mình thấy là cái nền tích lũy của Vinamilk ở đây khá là đẹp. Hôm nay là có tiền vào. Đấy. Anh chị nào, anh chị nào chúng ta đang chú ý muốn chơi Vinamilk thì có thể là chú ý cổ phiếu này. Tầm này mình nghĩ là chơi được. CTG CTG cũng ok CTG nhìn rất là đẹp đúng không ạ CTG thì mình đang hy vọng là nó sẽ bật qua được cái vùng này thì nó sẽ tiến tới cái vùng đây nó có một cái một cái cản ở đây đấy thì phiên ngày hôm nay là căn bản nó cũng đã break qua được cái cản này nè thì mình hy vọng là nó sẽ có cái giá 30 trong thời gian tới đấy mình sẽ hy vọng là tới cái vùng 29 30 thì mọi người chúng ta có thể là chú ý thêm cái cổ phiếu này giá mục tiêu là khoảng 29 năm này 29 năm đến 30 BIDV à, BIDV thì cũng khá là ok đấy mình thấy là BIDV này cũng giống với lại CTG hai cổ phiếu này cái đường đi nó cũng khá là giống nhau chỉ có một cái điểm là BIDV thì thanh khoản nó yếu hơn thôi Nhưng mà mình nghĩ là cũng có thể chơi được trong cái nền giá này kỳ vọng là giá khoảng 40 Đấy, thì các cổ phiếu banh trong đoạn này là có khá là nhiều sự lựa chọn như là mình thấy là BIDV, CTG, STB, đó là những cái sự lựa chọn đáng chú ý. Ngoài ra thì anh chị chúng ta có thể chú ý thêm những cổ phiếu vốn hóa lớn khác như là Hòa Phát hoặc là Vinamilk. Thì đó là những cái sự lựa chọn mà mình cho rằng là đáng tin cậy nhất trong ở thời điểm này. Thì tập trung vào vốn hóa lớn này. Còn vốn hóa vừa, vốn hóa vừa thì chúng ta đang có bốn cổ phiếu. OI, SPT, VGT và NT2. Thì có NT2 là là mình nghĩ là ổn. Có NT2 thì vừa mới công bố kết quả kinh doanh quý quý 2 vừa rồi rất là đột biến. Thì mình cho rằng là NT2 cũng là một cái sự lựa chọn đấy. Nhưng mà mình đang thích là cầm dài đối với NT2 hơn tại vì đây là một cái doanh nghiệp có cái nền tảng kinh doanh rất là ổn định và nếu mà anh chị chúng ta thích cầm cổ tức ấy, thì chúng ta mới nên chơi NT2. Còn nếu mà trading thuần đơn thuần thì rồi thứ hai nó cũng diễn biến khó chịu lắm đây là một cổ phiếu mid cap mà nên cái biến động của nó rất là lớn rồi đó là những cái sự lựa chọn đáng chú ý nhất thì anh chị chúng ta có thể tham khảo thêm nhé ở trên cái công cụ khuyến nghị fit. thì mình cũng uh, trình bày ở trên cái công cụ này thôi thì hy vọng là anh chị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự lựa chọn đáng chú ý ở thời điểm này rồi, cảm ơn mọi người chúc anh chị chúng ta thành đầu tư hiệu quả và thành công ạ à. hãy gom 5 tài khoản chứng khoán và đăng ký trở thành cộng tác viên của eBroker. Bạn phụ trách mở tài khoản và nhận hoa hồng. Chúng tôi phụ trách tư vấn đầu tư và hỗ trợ khách hàng. Cộng tác viên nhận hoa hồng từ 15 cho đến 25% phí giao dịch. Xem thêm thông tin chi tiết và đăng ký làm cộng tác viên tại website đầu tư từ đầu.net hotline 0981 084 636.